Chào mọi người quay lại kênh Anh Min Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với nội dung tập 148 của bộ Vĩnh Sinh. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Thiên Đô, Yên Thủy Thiên sư muội đã tấn thăng lên Trường Sinh Bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu, chuyện này ngươi đã biết rồi đúng không? Đường Cảnh Sơn nhìn Hoa Thiên Đô, chậm rãi nói, hiện tại hắn có đủ cả hai tay, cánh tay bị người chặt dụng rồi luyện hóa, bây giờ cũng đã mọc ra. Sau khi tu thành bất tử chi thân, cho dù đầu có bị người chặt rơi, bị luyện hóa, thế nhưng vẫn có thể mọc ra. Nhưng Phương Hàn, Yên Thủy Thiên chỉ có nửa cái bất tử chi thân lại không có năng lực như vậy. Hơn nữa lực lượng của bất tử chi thân không biết cường hoành hơn bao nhiêu lần so với vạn thọ cảnh. Tu thành vạn cổ cự đầu, trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh chính là vạn năm, vạn năm, vạn vạn năm. Địa vị cao thượng xưng là tổ, mà tu thành bất tử chi thân lại chân chính là bất tử. Cao thủ bất tử chi thân tại giới tu đạo có thể nói là truyền kỳ. Mỗi một vị cường giả như vậy ngay cả đại môn phái cũng không dám đắc tội, bởi vì bọn họ đã là bất tử, không thể nào giết chết, luôn có cơ hội sống lại. Một khi đắc tội sẽ dẫn tới tràng cảnh không chết không thôi. Trừ phi bọn họ tiêu hao hết pháp lực, lại bị trấn áp vĩnh viễn, hoặc là bị luyện hóa. Đương nhiên tu thành bất tử chi thân rất gian nan, cũng là một cảnh giới rất khủng bố. Như thiên hình trưởng lão của Vũ Hóa môn đã sớm tu thành vạn thọ cảnh, thế nhưng vẫn mãi chậm chạp không đột phá được bất tử chi thân. Sau khi chiếm được phong tình thủy của Phương Hàn Tây rửa toàn thân, tuy pháp lực càng thêm tinh thuần, thế nhưng để đột phá cảnh giới lại là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Như ý tử chiếm được thuần dương nguyên khí khổng lồ cũng không thể tu thành. Đối với nhân vật bất tử chi thân cường hãn, Hoa Thiên Đô cũng không thể không tôn kính. Đường trưởng lão, chuyện tình yên thủy nhất sư muội tu thành trường sinh bí cảnh, ta đã sớm biết. Bây giờ nàng là phó trưởng môn của Thái Nhất môn, đang tu luyện trong Vĩnh Hằng Thần Lô, khi thành bất tử chi thân mới đi ra. Hoa Thiên Đô gật gật đầu tỏ vẻ mình đã biết rồi. Ngươi còn bao lâu nữa mới có thể đột phá bất tử chi thân? Đường Cảnh Sơn trầm mặc một hồi sau đó nói: "Ngươi đã bước vào trường sinh bí cảnh, thật đáng mừng, nhưng mà vẫn như cũ còn nguy hiểm, chỉ có khi tu thành bất tử chi thân mới xem như chính thức xuất đầu, tự ngạo với các đại môn phái. Vạn thọ cảnh chỉ có một vạn năm thọ nguyên, đừng xem thời gian rất lâu, thế nhưng khi tu luyện các loại thần thông, đạo thuật lại không đủ. Chỉ có tu thành bất tử chi thân thọ nguyên gia tăng gấp 3, như vậy mới chính thức có đủ thời gian tu luyện. Quả thực vạn năm thời gian tuy dài, thế nhưng đối với tu sĩ mà nói thật ra mới đủ." tu sĩ tu luyện mỗi một môn thần thông đều phải tốn mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Tế luyện ra một loại pháp bảo, thời gian lại càng tốn nhiều. Mà tu thành bất tử chi thân, tuổi thọ lại kéo dài khoảng chừng hơn 3 vạn năm, thời gian dư thừa. Thời gian 3 vạn năm tu luyện cũng dư để tiến thêm một cảnh giới. Hoa Thiên Đô cũng tự nhiên minh bạch đạo lý này, hắn cũng rất muốn tu thành bất tử chi thân. Sau khi ta phục dụng sinh sinh tạo hóa hoàn, cũng đã tích lũy đủ nguyên khí, hơn nữa lần này bởi vì tấn thăng đến trường sinh bí cảnh chiếm được không ít phần thưởng của môn phái trưởng giáo phong bạch vũ còn thi triển thế giới chi lực của thiên hoàng kính rót vào trong đại hoang cổ lô của ta trong bổn mạng thiên địa pháp tướng của ta cũng nhận được không ít thế giới chi lực làm dịu hiện tại bình cảnh còn kém một bước liền thành bất tử chi thân rồi hoa thiên đô tự hồ như cố ý hoặc vô ý nói dù sao ta cũng là nhất đại đệ tử chân truyền của vũ hóa môn hiện tại lại làm phó trưởng môn trên người còn ẩn chứa bí mật của thiên vũ chi khố cho nên trưởng giáo Phong Bạch Vũ quả thật đãi ngộ với ta cũng không tệ, ngay cả thế giới chi lực cũng cho ngươi. Phong Bạch Vũ hạ không ít tiền vốn lên người Hoa Thiên Đô ngươi đó. Đường Cảnh Sơn nghe vậy, ánh mắt có chút nhấp nháy, hắn cũng nghe ra một chút ý tứ trong lời nói của Hoa Thiên Đô, nhưng mà hắn đã nhận được chỉ thị của trưởng giáo Thái Hỗn Thiên, lời nói của Hoa Thiên Đô lại nằm ngoài ý đó. Lần này chỉ chờ Yên Thủy Thiên sư muội xuất quan ngươi sẽ thành hôn cùng nàng, vì thế trưởng giáo sư huynh đặc biệt vì Yên Thủy Thiên sư muội chuẩn bị không ít của hồi môn. Đây là 10 viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan, còn có một viên Tiên Đa Thiên Đế Hoa Dương Đan, là để chuẩn bị khi ngươi đột phá bất tử chi thân sẽ sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ đi Thái Nhất môn, trưởng giáo chí tôn đã vì ngươi mà mở ra Vĩnh Hằng Thần Lô, một lần nữa cho ngươi tiến vào đó tu luyện. Thiên Đế Hoa Dương Đan này có thể tăng thêm 5000 năm thọ nguyên. Sau này ngươi tiến vào trong Vĩnh Hằng Thần Lô, lợi dụng 5000 thọ nguyên này hảo hảo mà tu luyện. Đầu tiên Đường Cảnh Sơn lấy ra 10 viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan, sau đó lại móc trong lồng ngực ra một lọ ngọc thạch được phong ấn bên trong ngọc thạch có một viên đan viên đan này có màu từ kim sắc tinh khiết từ khí lượn lờ xung quanh hiện ra một hư ảnh đế vương vị đế vương này một tay cầm bánh xe vận chuyển thiên đạo toát ra một loại khí tức khủng bố thì ra là một viên tiên đan thiên đế hoa dương đan chỉ có tiên khí vĩnh hằng thần lô của thái nhất môn mới có thể có năng lực luyện chế viên tiên đan này thiên đế hoa dương đan trong lòng hoa thiên đô chấn kinh thế nhưng hắn là người lòng dạ thâm sâu trên mặt hiện ra một bộ dáng không quan tâm gật gật đầu nói trưởng giáo trí tôn thái nhất môn hỗn thiên tiền bối đối tốt với ta như vậy, sau này tự nhiên ta sẽ báo đáp rồi. Tốt lắm, đi thôi. Đường Cảnh Sơn nhìn thấy hết thảy biến hóa trong mắt, trái lại biết mặc dù là một viên tiên đan, thế nhưng không cách nào khiến Hoa Thiên Đô phản bội sư môn. Hơn nữa Hoa Thiên Đô tên gia hỏa này nhất định muốn hai nhà cùng có lợi để thu mọi chỗ tốt. Nhưng mà hắn cũng không muốn bức bách Hoa Thiên Đô triệt để đầu nhập vào thái nhất môn ngay. Hoa Thiên Đô này nghĩ muốn mọi việc đều thuận lợi, chỗ nào cũng có chỗ tốt, làm gì có chuyện dễ như vậy trưởng giáo chí tôn tự có thủ đoạn để cho ngươi triệt để đầu nhập vào thái nhất môn ta trở thành con cờ để thái nhất môn ta tiêu diệt vũ hóa môn trong lòng đường cảnh sơn liên tục cười lạnh đúng rồi phương hàn tên tiểu nghịch chứng này mới ly khai luân hồi phong tới long bộc tinh muốn cướp lấy long bộc tinh hạch vạn nhất để hắn thành công vậy sẽ chính thức không cách nào ngăn chặn hắn ta đã để hai tiên hai lão đi mai phục thế nhưng mà chỉ sợ vẫn không thể đối phó được hắn hoa thiên đô bỗng nhiên lên tiếng cái này nghi cứ yên tâm hai tiên hai lão đã liên lạc qua với thái nhất môn ta trưởng giáo trí tôn trái lại để bọn họ làm trưởng lão bên ngoài hỗn thiên trưởng giáo đã sớm tính toán chuyện tình ở long mộc tinh hạch cũng có chuẩn bị đầy đủ rồi khi long mộc tinh hạch vừa xuất thế chính là thượng phẩm đạo khí loại vật này tự nhiên là thái nhất môn phải cướp tới tay bằng không thiên hạ sẽ loạn mất trong lúc nói chuyện đường cảnh sơn liền bay lên hoa thiên đô tự nhiên là sóng vai với hắn sau khi nghe thấy lời này trên mặt của hắn lập tức hiện lên vẻ tươi cười phương hàn ngươi tham lam đi cướp long mộc tinh hạch a lần này ta cũng đã sớm đoán được hành trình tới long mộc tinh cũng chính là nơi trôn thây phương hàn ngươi đó hắn rất mỹ mãn bay về hướng thái nhất môn ở chỗ sâu trong vũ hóa thiên cung thiên hoàng kính của phong bạch vũ hiện ra lộ trình đầy đủ của hoa thiên đô cùng đường cảnh sơn tại bên người phong bạch vũ chính là thiên hình trưởng lão trưởng giáo sư huynh ngài nói lần này hoa thiên đô đi thái nhất môn có thể gây trở ngại tới kế hoạch thiên vũ Chi khố của chúng ta không thái nhất môn cũng nhất định có chú ý tới chuyện này mưu đồ gây bất lợi cho vũ hóa môn ta. Thiên hình trưởng lã lo lắng nói, ta đã liệu định, thái nhất môn sẽ tiến hành một thiên đại âm mưu nhằm vào vũ hóa môn ta. Hơn nữa vật dẫn tới cái âm mưu lớn này chính là hoa thiên đô. Bất quá vũ hóa môn chúng ta cũng chưa chắc không thể tương kế tự kế khiến thái nhất môn không gượng dậy nổi. Sắc mặt của phong bạch vũ rất bình tĩnh nói, về phần hoa thiên đô, nếu như hắn biểu hiện ra lòng trung thành, công lao lớn hơn so với phương hàn, đại vị trưởng giáo vũ hóa môn sớm muộn gì cũng là của hắn. Nếu như hắn không trung thành, ta nghĩ mọi việc cứ như vậy, hắn cũng chỉ có một con đường, đó là chết. Phương Hàn lần này đi Long Mộc Tinh muốn hàng phục Long Đạo Nhân cướp lấy Long Mộc Tinh hạch, liệu có xảy ra vấn đề gì không? Có cần âm thầm phái người đi bảo vệ hắn hay không? Thiên hình trưởng lão nói, không cần, Phương Hàn người này có đại khí vận, hơn nữa đã có rất nhiều cao thủ âm thầm bảo vệ hắn, như Xích Uyên Ma Tôn, Linh Lung Tiên Tôn, cho nên không có nguy hiểm. Hơn nữa hắn cũng là nhân tuyển trưởng giáo, mai này phải tự mình đảm đương mọi chuyện một mình năm đó ta cũng không biết đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm may mà không chết bây giờ mới được như vậy phong bạch vũ nói trái lại thiên hình chính ngươi cũng nhanh đột phá bất tử tri thân đi thôi nếu không sau này nắm chức vị hình pháp cũng rất khó khăn ta dám chắc không tới trăm năm nữa phương hàn phương thanh tuyết mạnh thiểu bạch nhất định sẽ tu luyện tới trường sinh bí cảnh đến lúc đó đứng ngang hàng với hoa thiên đô tứ long tranh chấp môn phái nổi lên bão táp ngươi lại là một trưởng lão hình pháp rất không tốt ta tự nhiên sẽ đột phá thôi Trưởng giáo sư huynh không cần lo lắng tới vấn đề này." Thiên hình trưởng lão nói, "Nhưng mà Mạnh Thiểu Bạch kẻ này, trưởng giáo sư huynh vẫn nên chú ý một chút. Hắn tuy bại bởi tay Phương Hàn, thế nhưng tiềm lực rất lớn. Hiện tại đã tu thành thần thông Thập Trọng Nghịch Thiên Cải Mệnh Đỉnh Phong, tùy thời có thể đột phá. Thiên phú của Mạnh Thiểu Bạch không dưới Hoa Thiên Đô, Phương Hàn cũng là một nhân tuyển vô cùng có sức cạnh tranh trong môn phái. Ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp bồi dưỡng." Trong lúc nói chuyện thân thể Phong Bạch Vũ dần dần biến mất đoạn thời gian này ta phải bế quan tu luyện thiên hoàng kính tranh thủ một lần nữa ngưng tụ khí linh hết thời sự tình trong môn phái ngươi phải chú ý nhiều hơn còn nữa vài phó trưởng môn ngươi cũng phải chú ý nhiều hơn một chút để phòng ngừa bọn họ vì tranh quyền đoạt lợi sẽ phá hư đoàn kết của vũ hóa môn ta trưởng giáo sư huynh cứ yên tâm ta sẽ chú ý nhiều hơn dịch kiếm thu trần thiên hiệp vương đạo lăng ba người này đã bế quan ngàn năm mà còn chưa đột phá bất tử chi thân hiển nhiên là tiềm lực đã hết xa xa không bằng đám người mới hoa thiên đô phương hàn Phương Thanh Tuyết, Mạnh Thiểu Bạc. Nếu như bọn họ tự cao tự đại, ta sẽ cho bọn họ một bài học. Thân thể của thiên hình trường lão lóe lên, cũng biết mất. Cùng lúc đó tại phía xa cách huyền hoàng đại thế giới mấy trăm triệu dặm, giữa không trung vũ trụ bao la, tầng thiên cương đại khí của Long Mộc Tinh. Không khí bắt đầu khẩn trương. Long Mộc Tinh hạch tùy thời có thể xuất thế, Phương Hàn tại sao vẫn còn chưa xuất hiện. Ánh mắt của Lô Lan bà tràn đầy oán độc, nghiến răng nghiến lợi buông ra thần niệm cùng trao đổi với đám cự đầu khác tiểu nghiệt chứa này có khả năng đang núp trong bóng tối, không tới thời khắc mấu chốt sẽ không xuất hiện. Chân ma lão tổ hồi đáp, ta cũng muốn gặp tên tiểu nghiệt trướng này, muốn nhìn xem hắn là nhân vật ba đầu sáu tay gì. Mụ lô lan bà này, xem ra nhất định phải đối phó với mụ đầu tiên. Phương Hàn đã âm thầm liệt lô lan bà là người đầu tiên bị độ hóa hoặc giết chết. Long Mộc Tinh hạch xuất thế. Đúng lúc này, phía dưới Long Mộc Tinh, đột nhiên phát ra một tiếng run rẩy. Vô số huyết hồng, hỏa trụ, từ bên trong tinh cầu phun ra, trọn vẹn cao tới hơn 10 vạn trượng, trực tiếp vọt tới vũ trụ. Không sai tại thời khắc này Long Mộc Tinh Hạch rốt cuộc cũng ngưng tụ thành hình. Long đạo nhân nóng lòng báo thủ thi triển đại pháp A à La Huyết Bạo, làm cho đám đệ tử Long Mộc Tinh, thậm chí còn có cả đệ tử Kim Đan đều biến thành huyết tinh, nhập vào trong lòng đất, đồng thời còn giết chóc khắp nơi, đều giết chết tất cả sinh linh trên Long Mộc Tinh. Linh hồn cũng nhập vào trong lòng đất. Đồng thời hắn còn đem tất cả nguyên khí tiên giới, thuần dương lực mà mình tích xúc được trong mấy ngàn năm đều đổ vào trong lòng đất trọn vẹn hàng tỷ hồn phách, huyết mục của sinh linh, vô số nguyên khí tiên giới, thuần dương lực đều đổ vào trong lòng đất, vốn phải mất hơn ngàn năm mới có thể ngưng kết thành tinh hạch, nhưng bây giờ nó đã xuất thế. Trong chốc lát long mộc tinh hạch đã ngưng tụ thành hình, khí thế vô cùng cường đại. Vô số hỏa trụ phun ra từ trong ngôi sao, xen lẫn vô số cầu vòng màu máu, đó là hồn phách huyết nhục của hàng tỷ sinh linh. Một tinh cầu, nhất là loại tinh cầu cự đại như Long Mộc Tinh, không biết có thể dưỡng dục bao nhiêu sinh linh, nguyên bản nếu gặp một đợt thiên tai cực lớn sẽ bị diệt sạch thế nhưng long đạo nhân là một vạn cổ cự đầu một vị vạn cổ cự đầu đầu sát quả thực không khác gì bị thiên tai quét qua tùy tiện chỉ một đạo pháp thuật cũng có thể giết sạch người trong vòng ngàn dặm năm đó hoa thiên đô thi triển ra thiên hàn huyền minh kính một chiêu tuyết mãn kỷ khôn khiến cho phạm vi tám ngàn dặm đều bị tuyết bao phủ hồ chi là vạn cổ cự đầu tùy tiện ngưng tụ hơi nước tạo ra đại trận tuyết rơi có thể làm cho vô số người chim muông động vật đông cóng mà chết cho nên khi Long Đạo Nhân tàn sát giết hết sinh linh của một tinh cầu, cũng coi như không có gì, huống chi là Long Mộc Tinh của mình. Quỷ khóc thần gào, thiên địa huyết vũ. Đây là cảnh tượng trong tích tắc Long Mộc Tinh hạch xuất thế. Những cầu vồng máu kia sông lên tận trời, sau đó hóa thành đầy trời mưa máu. Trong làn mưa máu còn lẫn theo vô tận oán khí. Sau đó một khỏa hình cầu màu hồng như mặt trời bay lên, không lớn lắm, ước chừng chỉ tầm hơn 10 dặm, giống như một hòn đảo nhỏ, nhưng hào quang lại tỏa ra vạn trượng, chiếu rọi khắp thiên địa, tựa hồ như khắp tinh vực lại xuất hiện một khối mặt trời thứ hai. Khối mặt trời này có thể chiếu sáng hơn 10 ngôi sao, khiến mấy ngôi sao tìm được ánh sáng cùng nhiệt lượng bắt đầu xuất hiện tính mạng đầu tiên. Đây là uy lực của tinh hạch, tương đương với thượng phẩm đạo khí, thậm chí còn có khả năng tấn thăng lên làm tuyệt phẩm đạo khí. Đương nhiên hiện tại quả tinh hạch này còn rất nhỏ yếu, nhưng mà nếu trải qua vạn năm nữa, để nó triệt để thôn phế các ngôi sao khác chuyển hóa thành hằng tinh, lúc đó còn mạnh hơn cả kiện tuyệt phẩm đạo khí mạnh nhất. Long mộc tinh hạch thật cường hoành hiện tại tuy chỉ giống như hài nhi còn mặc tã lót thế nhưng cũng đã tương đương với thượng phẩm đạo khí nhất định phải đoạt tới tay sau khi đoạt được lão tổ ta có thể chính thức xưng là phách thiên tu thành bất tử chi thân nắm trong tay càng nhiều ngôi sao trở thành bá chủ một phương tinh vực quyết bức lão quái là người thứ nhất nhịn không được hướng tới phạm vi 10 dặm hòa hồng sắc cự đại cầu lửa giết qua nguyên bản hắn muốn ở đây ôm cây đợi thỏ muốn chờ đợi phương hàn xuất hiện trước sau đó phối hợp với mọi người cùng một chỗ giết chết phương hàn Thế nhưng hắn nào biết Phương Hàn đã hàng phục được kỷ đô Pháp Vương, hiện tại ẩn núp trong pháp bảo kỷ đô Pháp Vương, đang muốn một mẻ hốt gọn bọn họ. Không thể đợi được tới khi Phương Hàn xuất hiện, mà Long Mộc Tinh Hạch đã xuất thế, hắn không kìm được muốn là người đầu tiên trực tiếp cướp lấy Long Mộc Tinh Hạch. Loại vật này chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, một khi tới tay chỗ tốt vô kể không cách nào tưởng tượng. Hiện tại huyết bức lão quái tuy lợi hại, thế nhưng chẳng qua vẫn chỉ là trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh, nếu như cướp được Long Mộc Tinh Hạch, dung hợp vào thân mình, cơ hồ có thể lập tức trở thành bất tử chi thân. Nếu như trở thành bất tử chi thân, có thể áp đảo cự đầu một phương tinh vực, cướp đoạt lấy ngôi sao của bọn họ, đuổi bọn họ đi, chiếm lấy các loại thiên tài địa bảo, bao nhiêu chỗ tốt, thậm chí cũng không phải sợ một vài đại môn phái tại vực ngoại như Lục Đạo Minh, Thiên Đạo Các, Cửu Đỉnh Hiên. Một vị vạn cổ cự đầu ở bất cứ địa phương nào cũng được người người tôn kính, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng coi trời bằng vùng. Muốn làm gì thì làm đấy. Mà cường giả bất tử chi thân lại có thể. Không hề kiêng sợ coi trời bằng vung chính là đại danh chân chính của bất tử tri thân không nói tới những thứ khác chỉ nói riêng chuyện bất tử tri thân rất khó tiêu diệt muốn triệt để giết chết một cường già bất tử tri thân không biết sẽ phải trả cái giá lớn cỡ nào cho dù thái nhất môn cũng không thể thừa thụ cái giá lớn này huyết bức lão quái quả nhiên rất nhanh long mộc tinh hạch không thể không đoạt chân ma lão tổ câu lậu thượng nhân đều điên cuồng hét lớn một tiếng đều đánh tới hướng long mộc tinh hạch ta đã sớm biết mấy tên gia hỏa này không đáng tin mà gặp bảo bối là hai mắt mờ đi Bốn người chúng ta không vội động thủ, lẳng lặng chờ đợi. Kỵ đô pháp vương, ngươi tại sao lại không tới cướp đoạt? ngô Lan bà, Phất Vân Tẩu, Mỹ Thu Tiên, Đồng Cước Tiên bốn cự đầu cũng không lập tức động thủ mà lẳng lặng chờ đợi. Mỹ Thu Tiên trông thấy Kỵ đô pháp vương cư nhiên vẫn còn chưa động, sắc mặt hắn hiện lên vài phần cổ quái hỏi, "Ta tự mình biết pháp lực nông cạn, cho dù có cướp được Long Mộc tinh hạch cũng sẽ gặp đại họa sát thân. Chỉ sợ bốn vị đạo hữu chính là người thứ nhất không bỏ qua ta đúng không?" cho nên ta lực chọn cùng ở một chỗ với bốn vị. Kỳ đô pháp vương ta thề, tuyệt đối không cướp đoạt Long Mộc Tinh Hải cùng đạo hữu, nhưng mà hy vọng bốn vị đạo hữu có thể chia cho ta một chén canh, tỉ như sau khi giết chết Long đạo nhân, tìm được hạ phẩm đạo khí hoặc bổn mạng pháp bảo gì gì đó chia cho ta một chút là được rồi. Kỵ đô pháp vương thành thành thật thật truyền ra thần niệm. Ha ha, đô đạo hữu trái lại rất thành thật, biết năng lực của mình có hạn, người như vậy không thể nghi ngờ sẽ sống rất lâu. Trên thực tế lần này môn phái lớn nhất Huyền Hoàng đại thế giới, sở hữu tiên khí, chính là Thái Nhất Môn đã sớm có ý đồ với Long Mộc Tinh Hạch rồi. Long Mộc Tinh Hạch nhất định sẽ bị Thái Nhất Môn đoạt. Huyết bức lão quái, chân ma lão tổ, cô lộ thượng nhân ba ma đầu này cùng hợp tác với chúng ta giết chết Phương Hàn thì còn được, nhưng đã không giết chết Phương Hàn còn đi cướp Long Mộc Tinh Hạch, đây là tự tìm chết rồi. Lô Lan Bà âm trầm phát ra thần niệm. Kỳ đô pháp vương thật không dám giấu, bốn người chúng ta hiện tại được Thái Nhất Môn mời làm trưởng lão bên ngoài của bọn họ, có được lệnh bài trưởng lão, mỗi tháng bọn họ sẽ cung cấp một vạn viên thuần dương đan cho chúng ta. Một vạn viên thuần dương đan. Thuần dương đan chính là thuần dương lực ngưng kết thành đan dược. Một viên tương đương với một vạn viên bạch dương đan thông dụng. Nói cách khác, mỗi tháng các ngươi có được 100 triệu viên đan dược à? Kỵ đô Pháp Vương cả kinh nói. Thuần dương đan. Đây chính là đan dược trong truyền thuyết từ thời thượng cổ dùng để đổi pháp bảo có giá trị a. Một viên thuần dương đan nhất định phải cần rất nhiều cừu dương thánh thủy mới có thể ngưng tụ. Đây mới thực sự là đan dược nghe đồn thời điểm thượng cổ thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng thống trị huyền hoàng đại thế giới đan dược thông dụng chính là thần dương đan đáng tiếc hiện tại ở huyền hoàng đại thế giới mặc dù có người có thể luyện chế ra thần dương đan nhưng lại không thể có đại quy mô luyện chế cũng không được lưu hành rộng rãi phương thanh tuyết bất động thanh sắc dùng thần niệm truyền vào trong óc phương hàn không thể tưởng được bốn người này lại đầu phục vào thái nhất môn với tu vi vạn cổ cự đầu như bọn họ thái nhất môn cũng rất vui vẻ nhận bọn họ làm trưởng lão bên ngoài xem ra lần này rất khó cướp lòng mộc tinh hạch trước tiên chúng ta cũng không nên xuất thủ cái này ta tự nhiên là biết thuần dương đan thuần dương đan nếu như ta có đại lượng thuần dương đan để cho diêm thôn vệ toàn bộ nó mới có cơ hội biến ra luân hồi chi bàn phương hàn trầm tư nói luân hồi chi bàn phải cần có thuần dương lực số lượng rất nhiều chỉ sợ mấy trăm tỷ viên cũng không đủ diêm mở miệng nói không thể tưởng được bốn vị đạo hữu đã trở thành trưởng lão bên ngoài của thái nhất môn từ nay về sau có chỗ dựa cực lớn rồi tuy chúng ta thu thành vạn cổ cự đầu thế nhưng nếu không có chỗ dựa rất dễ lâm và nguy hiểm đã như vậy phiền bốn vị đạo hữu giới thiệu gặp mặt để cho ta cũng được thái nhất môn hậu thuẫn nhé kỵ đô pháp vương y theo lời phương hàn mà nói không dám không dám đã như vậy sau này chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực phất vân tẩu mừng rỡ nói ta thích nhất là loại người thức thời a nhìn xem long đạo nhân xuất hiện rồi đồng cước tiên mãnh liệt sống to trong lúc mấy người trao đổi tinh thần với nhau chân ma lão tổ huyết bước lão quái câu lậu thượng nhân đã tới phạm vi của Long Mộc Tinh Hạch. Bọn họ đều tự tung ra thiên địa pháp tướng của mình, hóa thành đại thủ che khuất bầu trời, vận dụng thần thông bắn nhấp qua Long Mộc Tinh Hạch. Thần thông của ba đại cao thủ này đều có chỗ lợi hại riêng, một khi thi triển ra, đạo đạo dư âm trọn vẹn tỏa ra hơn mấy vạn dặm. Thế nhưng đúng lúc này trên mặt Long Mộc Tinh Hạch hiện ra một bóng người, chính là Long đạo nhân. Lúc này vẻ mặt của Long đạo nhân rất dữ tợn, toàn thân đều là huyết sắc, sau lưng cư nhiên xuất hiện một đôi cánh huyết rực, trên mặt huyết dực toàn bộ đều dày đặc phủ văn. Mà sau khi hắn xuất hiện, long mộc tinh hạch lại kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một viên châu trôi nổi trên đỉnh đầu hắn. Viên châu này có phần giống như thương hải thần châu, nhưng mà thương hải thần châu lại có màu xanh lam, mà viên châu này lại có màu hồng. Khi viên châu này ngưng kết thành hình, long mộc tinh khổng lồ lập tức héo rũ, sinh cơ biến mất. Mặt ngoài tinh cầu này xuất hiện rất nhiều bão cát, đá vụn, sa mạc, rất tĩnh mịch, giống như một khối tinh thạch đã chết thậm chí mấy dãy núi tại mặt ngoài của tinh cầu này cũng bắt đầu giải thể, từng ngọn, từng ngọn núi thoát ly khỏi tinh cầu, bay về phía vũ trụ. Long Mộc Tinh đã xong rồi, sau khi mất đi tinh hạch, tinh cầu có mấy ngàn vạn năm này thoáng cái giải thể, hóa thành vô số thiên thạch, trôi nổi trong không gian. Từ nay về sau Long Mộc Tinh không còn tồn tại nữa. Chân ma, huyết bức, cầu lậu, các ngươi lại muốn đoạt bảo bối của ta, ta muốn giết các ngươi. Ta đã gần tế luyện xong Long Mộc Tinh hạch, hiện tại chẳng khác gì trong tay có một kiện thượng phẩm đạo khí. Giết các ngươi cũng giống như giết một con chó mà thôi. Hết thể đều chết cho ta. Chết cho ta. Thân thể long đạo nhân biến ảo. Long mộc tinh hạch trên đỉnh đầu chấn động. Khoảng chừng 800 vạn đạo ánh sáng huyết sắc. Từng vòng từng vòng chấn động tuôn ra. Triệt để chấn khai chân ma lão tổ. Huyết bức lão quái. Cầu lộ thượng nhân. Lực lượng của mỗi đạo trong 800 vạn đạo huyết sắc ánh sáng này đều lớn như núi. Tổng hợp lại quả thực tương đương với lực lượng hiện tại của đại hỗn độn lôi kiếm. Đây chính là uy lực của tinh hạch. Tinh hạch trong nó đã ẩn chứa thế giới chi lực sẵn có rồi. Long Mộc tinh hạch đã ở trong tay Long đạo nhân, chỉ do lực lượng đã không thua gì Đại Hoang Cổ Lô, Đại Hỗn Độ Lôi Kiếm, nhưng mà hiện tại viên tinh hạch này chỉ có lực lượng tinh khiết, còn xa mới bằng Đại Hoang Cổ Lô, có các công năng luyện chế đan dược, tự thành không gian, nuôi dưỡng thiên ma, chữa trị pháp bảo, cũng không bằng Đại Hỗn Độ Lôi Kiếm có thể phát ra Hỗn Độn Thần Lôi, Thái Cổ Chư Thiên Thần Lôi. Tóm lại hiện tại viên tinh hạch của Long Mộc tinh chính là một đoàn lực lượng tinh khiết, đều không có công năng tự thành không gian, biến đổi vô tận, thu giữ địch nhân phát ra pháp thuật, thậm chí còn không thể tùy ý biến hóa thành hình thể. Nguyên nhân chính là do nó còn chưa trải qua tế luyện. Cho dù có long mộc tinh hạch loại bảo bối cường hoành này cũng phải trải qua quá trình tế luyện mới có thể phát huy ra uy lực cường hoành, tinh diệu nhất. Nếu như Phương Hàn có thể đạt được, sau này có kỵ đô pháp vương, một đạo nhân hai vị cự đầu tế luyện cũng phải mất mấy trăm năm. Đương nhiên nếu để lực lượng của long mộc tinh hạch dung nhập vào bên trong bát bộ phù đồ, tất cả bảo bối của bát bộ phù đồ trong nháy mắt cũng sẽ lột xác thành đạo khí. Đây là bởi vì lực lượng tinh khiết của Long Mộc Tinh Hạch còn chưa trải qua tế luyện, có vô tận công năng, nếu không phải tính định hình quá yếu. Bởi vì chỉ khi ngưng kết thành khí linh mới có ý thức, không cam lòng bị hủy diệt hoặc dung nhập vào trong pháp bảo khác. Long Đạo Nhân Mộc Nhân đã bị Phương Hàn hàng phục, các ngươi đã tan rã, cho dù ngươi có cưỡng chế tìm được Long Mộc Tinh Hạch, thế nhưng vận mệnh đã chú định ngươi bị hủy diệt rồi. Huyết bước lão quái, chân ma lão tổ, cơ lộ thượng nhân tam đại vạn cổ cự đầu bỗng chốc bị chấn khai cũng không có giận dữ, ngược lại tươi cười bởi vì bọn họ cảm thấy được lực lượng cường hoành của Long Mộc Tinh Hạch. Hơn nữa còn chưa trải qua công đoạn luyện hóa, rất thích hợp để tu luyện lực lượng. Tam đại lão ma đầu lập tức dùng ánh mắt trao đổi, phối hợp ăn ý. Bọn họ biết nếu như không phối hợp căn bản không ép được Long Đạo Nhân, cũng không thể nào đạt được Long Mộc Tinh Hạch. Ba người bộc phát ra tiếng hống giận dữ, bổn mạng nguyên thần thiên địa pháp tướng bay ra. Bổn mạng thiên địa pháp tướng của chân ma lão tổ là một ma đầu, toàn thân cao thấp đều là ma nhãn, khoảng chừng trăm cái, hiển nhiên là chiếm được truyền thừa ma đạo, lĩnh ngộ ý cảnh chân ma. Nhưng mà so với hai ngàn con mắt của Phương Hàn đúng thật là gặp sư phụ. Bồn mạng thiên địa pháp tướng của câu lậu thượng nhân là một đầu hỏa kỳ lân, thiêu đốt không gian, hỏa diễm có màu trong suốt tinh khiết, bao phủ quanh thân hỏa kỳ lân, bất kỳ vật gì lại gần đều bị hòa tan. Mà bổn mạng thiên địa pháp tướng của huyết bức lão quái lại chính là một đầu huyết biên bức cự đại, đôi cánh vẫy lên, huyết long quanh thân lội lờ, càng thêm quỷ bí chính là trong ánh mắt của đầu huyết bên bức này lập loài hồng quang phát ra một cỗ gợn sóng chấn động bị luồng sóng này đánh lên thân thể của long đạo nhân khẽ chấn động trên mặt hiện ra vẻ thống khổ hai tay bưng lấy đầu đây là tuyệt học lợi hại nhất của huyết bức đạo nhân tiên thiên tà não ba chuyên môn khống chế linh thức não hải của địch nhân cho dù là kim đan cao thủ thoáng cái bị khống chế cũng trở thành cái sắc không hồn tuy long đạo nhân chiếm được long mộc tinh hạch thế nhưng hiện tại pháp bảo này còn chưa tế luyện chỉ có lực lượng tinh khiết không cách nào ngăn cản lực ăn mòn của tiên thiên tà não ba trừ phi là bên trong có khắc các loại đại trận tiên đạo, thành tâm chú, mới có thể ngăn cản, thậm chí phản kích lại, khiến huyết bức lão quái gậy ông đập lưng ông. Thế nhưng hiện tại không có vũ khí, Long Đạo Nhân tự nhiên không thể phòng thủ vũ thuật tiên thiên tà não ba. Đã bị ta ám toán. Giết. Huyết bức lão quái phát ra hiệu lệnh, tiên thiên tà não ba càng ngày càng mãnh liệt, hung hăng chế trụ Long Đạo Nhân. Hắn cũng không trực tiếp động thủ, bởi vì đang thời điểm thi triển ra tiên thiên tà não ba, hắn đã vận dụng toàn bộ lực lượng, ý đồ khống chế linh thức của long đạo nhân cho nên hiện tại không thể động thủ thấy một màn như vậy chân ma lão tổ cơ lộ thượng nhân toàn lực vận chuyển thiên địa pháp tướng của mình áp tới long mộc tinh hạch trên đỉnh đầu long đạo nhân hai đại cự đầu liên thủ áp xuống muốn cướp lấy viên tinh hạch này viên tinh hạch này nặng như núi thế nhưng bị hai đại vạn cổ cự đầu dùng toàn lực bắn nhíp vẫn bị cưỡng chế nhức lên ha 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 chúng ta đã thành công thành công rồi vừa rồi long đạo nhân tung ra long mộc tinh hạch còn xa mới tế luyện thành công hiện tại Long Mộc Tinh Hạch chính là vật vô chủ. Sau khi hai tìm được nó, dùng thần niệm bản thân tế luyện 7749 ngày có thể đem nó hợp làm một với bổ mạng thiên địa pháp tướng, tu thành bất tử chi thân. Sau khi chân ma lão tổ, câu lậu thượng nhân bắt được Long Mộc Tinh Hạch này, ba người đều thấy được vẻ tham lam trong mắt đối phương. Chúng ta đi. Đừng quên vị cao nhân kia có nói lấy viên Long Mộc Tinh Hạch này phải giao cho hắn, nếu không chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Lực lượng của vị cao nhân kia các ngươi cũng đã được thấy rồi đấy. Giờ chúng ta dễ như trở bàn tay vậy huyết bức lão quái đột nhiên truyền thần niệm ra thân hình bất ngờ vọt lên quả nhiên khi nhận được cỗ thần niệm này của huyết bức lão quái toàn thân chân ma lão tổ câu lộ thượng nhân chấn động cả ba cùng nắm lấy long mục tinh hạch bay ra bên ngoài mà huyết bức lão quái lại thả long đạo nhân ra dùng tiên thiên tà não ba cũng chỉ có thể trong sát na chế trụ long đạo nhân hơn nữa không cách nào dồn đối phương vào trụ chết đối phương mãnh liệt phản kháng khiến bản thân tiêu hao không ít nguyên khí như vậy não hải bản thân cũng sẽ bị nổ tung đi đời nhà ma huyết bức lão quái có thể chế trụ được cường giả thần thông thất trọng kim đan thiên cổ tiểu cự đầu thế nhưng không cách nào khống chế được vạn cổ cự đầu vạn cổ cự đầu là cấp bậc ngang với hắn làm sao có thể khống chế được nhưng mà cho dù có khống chế được trong khoảng thời gian ba cái sát na cũng đủ để cướp lòng mộc tinh hạch bỏ chạy không tốt ba ma đầu này cư nhiên liên thủ hơn nữa sau khi cướp lấy lòng mộc tinh hạch lại không có xảy ra nội chiến nếu để cho bọn họ mang vật đi kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại mất trước tiên không quản phương hàn có tới hay không chúng ta phải ngăn cản ba lão ma đầu này đã. Vận dụng thiên vũ bắt trận đồ. Đô Lan bà thấy một màn như vậy, cảm thấy kế hoạch hơi có chút rối loạn. Phương Hàn còn chưa xuất hiện thế nhưng bố cục đã loạn, bây giờ không xuất thủ lại không được. Ba đại ma đầu này cho rằng chiếm được huyền bí của thiên vũ bát trận đồ là yên ổn sao, thật ra ta cũng lợi dụng bọn họ thôi. Ở trong thiên vũ bát trận đồ thi triển ra nguyên thần lạc ấn chi thuật, sau khi bọn họ tu luyện, nguyên thần sẽ bị chúng ta theo dõi, cho dù có chạy trốn tới chân trời góc biển chúng ta cũng có thể biết. Kỳ đô đạo hữu, hiện tại tuy thiếu ba người, thế nhưng chúng ta vẫn có thể vận dụng thiên vũ bát trận đồ. Vũ thần khôi lỗi, xuất hiện đi. Mỹ tu tiên dung tay, ba đạo ô quang bay ra, ba nam tử giống như thần linh xuất hiện, là khôi lỗi. Khôi lỗi cường đại, mỗi một tên khôi lỗi đều tương đương với thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh đỉnh phong. Trên người ẩn chứa một loại tinh hoa vũ lực vô cùng vô tận. Tam đại vũ thần khôi lỗi thoáng cái chiếm cứ ba phương vị trong thiên vũ bát trận đồ, khiến cho thiên vũ bát trận đồ triệt để vận chuyển càng lợi hại hơn chính là trên tay tam đại vũ thần khôi lỗi này đều cầm một kiện hạ phẩm đạo khí hiển nhiên là đạo khí do hai tiên hai lão luyện đều giao cho ba đại vũ thần khôi lỗi này vũ thần khôi lỗi trong lòng phương hàn âm thầm chấn động kỵ đô đạo hữu không cần kinh hoảng vũ thần khôi lỗi này là được bàn vũ tiên tôn dùng thi hài đại thiên ma vương luyện thành có tất cả thần thông của đại thiên ma vương còn có linh thức võ công vô thượng bốn người chúng ta chuẩn bị lại dùng bổn mạng đạo khí của chúng ta tăng cường uy lực cho bọn nó thay thế bốn phương vị của thiên vũ bắt trận đồ nhưng mà hiện tại chỉ cần dùng ba tên là đủ rồi kỳ đô đạo hữu còn cường hãn hơn nhiều so với vũ thần khôi lỗi chỉ có hoang thần khôi lỗi do bàn vũ tiên tôn luyện chế ra mới so sánh được đồng cước tiên ha ha cười vũ thần khôi lỗi đã cường đại như thế hoang thần khôi lỗi còn cường đại tới mức nào giống như vạn cổ cự đầu sao phương hàn cũng không nói gì trong lòng nổi lên sắc khí dày đặc đây hiển nhiên đều là chủ ý của hoa thiên đô thoáng cái vũ thần khôi lỗi bay ra Thiên Vũ bát trận đồ đã thúc dục hoàn toàn, hóa ra một tòa đại trận di thiên cực địa, trực tiếp bao phủ phạm vi ngàn dặm, khiến chân ma lão tổ, câu lậu thượng nhân, huyết bức lão quái, thậm chí cả long đạo nhân đều bị vây ở trong đó. Thái nhất chấn linh, vĩnh bảo lộc vị, trường sinh như mộng, một lòng sinh lôi. Thái nhất chấn linh nhất tâm lôi phù. Lúc này thoáng cái bao phủ bốn đại cự đầu, đồng thời hai tên hai lão móc ra một đạo bùa, trên mặt đạo bùa này phát ra trận trận linh lực cường đại, còn ẩn chứa thần thông pháp tắc bên trong một khi tung ra bốn đạo bùa này tản mát ra bốn đạo hồng quang hình trái tim thật giống như bốn trái tim cự đại treo trên không trung từng cỗ một bành trướng rồi nổ mạnh lập tức hàng tỷ trái tim giống như lôi quang bao trùm lấy bốn đại cự đầu nổ mạnh khiến bốn đại cự đầu chấn đắc cương khí toàn thân tản ra trong đó thân thể của long đạo nhân sạch một tiếng trực tiếp bị chấn thành một đoàn huyết nhục mơ hồ chỉ có bổn mạng thiên địa pháp tướng giận dữ gào rít cương khí quanh thân hắn cư nhiên không thể ngăn cản đạo phù lục thần lôi này mà đám cự đầu còn lại đều có pháp bảo cường đại hộ thân tuy không bị chấn nát thân thể, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Bốn tờ bùa hơi mỏng cư nhiên lại có thể làm tổn thương bốn vị đại cự đầu. Đây là loại bùa gì? Chấn linh nhất tâm lôi phù. Đạo phù này do cao thủ đẳng cấp phong bạch vũ, tổn hao ngàn năm tháng nguyên khổ tu pháp lực vẽ thành nhất tâm lôi phù. Phương Thanh Tuyết cả kinh nói. Phương Hàn, đây nhất định là do Thái Nhất Môn vì đối phó với người mà chuẩn bị. Đúng vậy, là vì ta mà chuẩn bị. Cho nên trước khi cao thủ của Thái Nhất Môn còn chưa xuất hiện, chúng ta tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ cứ để kỵ đô pháp vương yên lặng theo dõi kỳ biến chẳng qua nếu như long mộc tinh hạch vừa tới tay chúng ta cũng sẽ lập tức đoạt lấy rồi dùng viễn độn chạy dài trong lòng phương hàn âm thầm tính toán lúc trước kỵ đô pháp vương đã nghe lệnh hắn xuất ra bổn mạng nguyên thần của mình nhưng không có chụp vào long mộc tinh hạch mà là dương đông kích tây chụp tới long đạo nhân long đạo nhân có thể nói là trong tình thế bất lợi khổ luyện long mộc tinh hạch tiêu hao không ít nguyên khí vừa ra đã bị vây công bị huyết bức lão quái hung hăng làm tổn thương linh thức hiện tại thân thể lại bị phá vỡ. Phương Hàn đánh đúng con chó rơi xuống nước, nếu như thoáng cái bắt rồi lôi đối phương vào bên trong bắt bộ phù đồ, cứng chế độ hóa, vậy hắn đã có trong tay ba vị vạn cổ cự đầu rồi. Sau khi có ba vị vạn cổ cự đầu, uy lực càng cường đại hơn nhiều, có thể thêm phần nắm chắc đoạt được long mộc tinh hạch. Phương Hàn đem thân thể kỷ đô pháp vương ra sử dụng, cứng rắn bắt lấy bổn mạng thiên địa pháp tướng của Long đạo nhân, thấy Lô Lan bà, phất vân tẩu bọn người âm thầm lắc đầu, trong nháy mắt đám người trao đổi tinh thần. Kỵ đô pháp vương này đi bắt thiên địa pháp tướng của Long đạo nhân làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn đổ hóa Long đạo nhân? Làm sao có thể? Long đạo nhân tuy bị trọng thương, đồng thời do khổ luyện Long mộc tinh hạch cho nên nguyên khí đại thương, thế nhưng kỵ đô pháp vương cũng không có khả năng hàng phục. Cho dù có thể tạm thời chấn áp, vạn nhất Long đạo nhân tức lên, tự bạo thiên địa pháp tướng cũng có thể kéo theo kỵ đô pháp vương. Đầu óc kỵ đô pháp vương quả thật là có chút mất bình tĩnh, nhưng mà để hắn áp chế Long đạo nhân cũng tốt, ít nhất cũng bớt cho chúng ta một địch nhân. Chúng ta có thể liên thủ cướp lấy Long Mộc tinh hạch, cùng xuất thủ, thúc dục Thiên Vũ bắt trận đồ đi. Hai tiên hai lão trong tích tắc trao đổi, bằng vào lực lượng của Thái Nhất Trấn Linh Nhất Tâm Thần Lôi, liều mạng tụ tập thiên địa pháp tướng của mình lại, còn có ba vũ thần khôi lỗi cùng một chỗ biến thành nguyên khí, cứng rắn chọc tới Long Mộc tinh hạch. Mục tiêu của bọn hắn chính là Long Mộc tinh hạch. Không xong. Đô Lan bà, các ngươi thật ngoan độc. Thái nhất chấn linh nhất tâm thần lôi này phải tổn hại ngàn năm thọ nguyên mới có thể vẽ thành, hơn nữa chỉ có thể dùng một lần. Chân ma lão tổ, câu lậu thượng nhân, huyết bức lão quái đều phát ra tiếng kêu thê lương. Cư nhiên không cách nào bắt được long mục tinh hạch, thoáng cái bị lô lan bà bọn người cướp lấy. Bất quá bọn hắn cũng đã là vạn cổ cự đầu tu luyện thành từ cách đây mấy ngàn năm, lực lượng cường hãn, ngang với thiên địa, trong lúc này liền bộc phát ra lực lượng không thể tưởng tượng nổi thiên địa pháp tướng của ba người tạo thành một đạo huyết sắc cầu vồng xuyên qua thời không cứng rắn quấn quanh long mộc tinh hạch hai cỗ lực lượng cùng nhau rằng co cướp đoạt cơ hội tốt thời lúc đám cự đầu đang trong thời điểm khẩn yếu đấu sức phương hàn tung ra bổ mạng thiên địa pháp tướng của mình một lần nữa nhập vào thân thể kỹ đô pháp vương liên tục biến hóa không ngờ thoáng cái âm thầm thi triển tuyên cổ ma vực cực nhạc tịnh thổ hai đại tinh thần lĩnh vực một cỗ tinh thần lĩnh vực ùn ùn kéo đến ngưng kết thành hình long đạo nhân bị cỗ tinh thần lĩnh vực này xâm nhập thần trí có phần không tỉnh táo bị thiên địa pháp tướng của phương hàn mạnh mẽ nhào tới không ngờ hắn vận dụng thiên địa pháp tướng của mình bao quanh long đạo nhân kéo hắn vào bên trong một mảnh hư vô không ánh sáng thì ra là tiến nhập vào trong hoàng tuyền đổ đám người kia chứng kiến kỵ đô pháp vương đột nhiên phát ra quái chiêu long đạo nhân ngây ra một lát sau đó bị kỵ đô pháp vương đánh tới bị vây trong một đoàn bóng tối cuối cùng biến mất không thấy bọn họ nào biết sự lợi hại của tuyên cổ ma vực cực nhạc tịnh thổ hai đại tinh thần lĩnh vực cho dù biết bọn họ cũng không nghĩ ra là phương hàn bởi vì chuyện tình phương hàn đã tu thành tuyên cổ ma vực cực nhạc tịnh thổ hai đại tinh thần lĩnh vực vẫn chưa được truyền ra ngoài đó là cái gì kỳ đô pháp vương thật sự chấn áp được long đạo nhân vừa rồi hắn thi triển tuyệt chiêu gì vậy đúng rồi vừa nãy kỳ đô pháp vương thi triển ra tuyệt chiêu công kích tinh thần bởi vì vừa rồi ta bỗng xuất hiện ảo giác tự hồ cảm thấy mãnh liệt tà ác còn có mãnh liệt hiền hòa hạnh phúc nếu như bị tấn công ta cũng không thể ngăn nổi kỳ đô pháp vương này thật không đơn giản đúng hắn thật không đơn giản nhưng mà tạm thời vẫn là minh hiểu của chúng ta. Mục đích của hắn chính là Long Đạo Nhân, cũng không có xung đột với lợi ích của chúng ta. Nhưng mà cũng nên đề phòng hắn một chút. Cho dù hắn tạm thời có thể chấn áp được Long Đạo Nhân, nhưng Long Đạo Nhân cũng sẽ sớm thoát ra thôi. Long Đạo Nhân chính là vạn cổ cự đầu, thực lực không sai biệt nhiều so với chúng ta, vây khốn hắn một canh giờ cũng đã rất khó rồi. Hai tiên hai lão thoáng cái trao đổi, lô lan bà lớn tiếng hét to. Kỵ đô đạo hữu, nhanh chóng trở về vị trí cũ đi, chúng ta thúc giục thiên vũ bát trận đồ triệt để cướp lấy long mộc tinh hạch hiến cho thái nhất môn. được rồi, thời điểm dâng long mộc tinh hạch lên ở trước mặt thái nhất môn chư vị xin hãy nói tốt cho ta vài câu. kỵ đô pháp vương ha ha cười lại lần nữa tung ta thiên địa pháp tướng phối hợp với lực lượng của thiên vũ bát trận đồ lập tức chân ma câu lộ huyết bước ba đại đại cự đầu đều cảm thấy áp lực thêm trầm trọng. mắt thấy long mộc tinh hạch sắp bị cướp đi trận đấu này thật sự là kinh thiên động địa hư không xung quanh không ngừng sụp đổ biến thành từng đoàn loạn lưu lan tới rất xa. Đám thiên thạch quanh phạm vi mấy vạn dặm đều bị biến thành bột phấn, mà ở bề mặt của Long Mộc Tinh, từng khối đất đá bị phân liệt bay vào vũ trụ. Hai tiên hai lão, Kỵ Đô Pháp Vương, Huyết Bức, Chân Ma, Câu Lậu Tám đại cự đầu giờ khắc này giống như tám con cuồng long bay lượn trên không trung cướp đoạt hạt châu hỏa hồng sắc. Bát Long đoạt châu. Mà hạt châu này dĩ nhiên chính là Long Mộc Tinh hạnh. Thời điểm Kỵ Đô Pháp Vương xông ra cướp đoạt, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết lại lần nữa chìm vào trong hoàng tuyền đồ trong hoàng tuyển đồ lúc này lại có thêm một vị vạn cổ cự đầu, đó chính là Long Đạo Nhân. Đây là địa phương nào? Kỵ đô Pháp Vương, từ lúc nào mà ngươi chiếm được một kiện pháp bảo như vậy, nhưng mà thực lực của ngươi cũng không hơn ta được bao nhiêu, chỉ bằng vào ngươi cũng đòi chấn áp ta. Ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Huyết quang lộn lờ quanh thân Long Đạo Nhân, tuy đã mất đi thân thể, thế nhưng nguyên khí của hắn đã ngưng tụ thành từng đạo huyết quang. Hắn có một môn thần thông gọi là A La Huyết Bạo chính là thần thông huyết hệ vận chuyển tiên huyết tới cực hạn, hơn nữa với tu vi của hắn thân thể bị chấn nát tùy thời cũng có thể đoạt một thân thể cao thủ khác khổ tu mấy trăm năm sẽ khôi phục được pháp lực như cũ cho nên hắn không hề lo lắng gì kỵ đô pháp vương lợi hại như thế nào hắn đều biết vậy sao ta cũng không phải là kỵ đô pháp vương long đạo nhân ngươi còn nhận ra ta không một giọng nói vang vọng trong bóng đêm thân thể phương hàn hiện ra trước mặt long đạo nhân sau khi long đạo nhân nhận ra phương hàn thân thể hắn thoáng run rẩy nói phương hàn là ngươi là ngươi làm sao ngươi lại ở chỗ này? Ta phải giết ngươi. Trong lúc gầm thét, Long Đạo Nhân nhanh chóng thay đổi, huyết quang trên người ngưng tụ thành một pho tượng ma quỷ, hung hăng giết tới. Giết! Ngươi có bổn sự này sao? Trên mặt Phương Hàn hiện ra thần thái dữ tợn, bổn mạng thiên địa pháp tướng hai ngàn cánh tay, hai ngàn con mắt của hắn vọt ra. Tuyên cổ ma vực, cực nhạc tịnh thổ hai đại tinh thần lĩnh vực bao phủ xuống. Đám huyết quang ngưng tụ thành pho tượng ma quỷ của Long Đạo Nhân trực tiếp dừng lại trên không trung, giống như bị đông cứng sau đó phương hàn biến ra một cái miệng lớn trực tiếp nuốt xuống pho tượng này trong nháy mắt biến mất không còn cái bóng a à la huyết bạo thật là bổ long đạo nhân pho tượng ma quỷ mà ngươi ngưng tụ thành này là muốn để nó tới gần ta rồi tự bạo sao đáng tiếc vô ích cho dù bản thân ngươi tự bạo cũng không có chút tác dụng gì với ta thấy không bổn mạng thiên địa pháp tướng của ta chính là thiên thủ thiên nhãn đại biểu cho cực hạn của hai đạo phật ma đại biểu cho ba nghìn đại đạo ngươi có thể làm gì được ta ngươi đã biết tin ta vận dụng đại hỗn độ lôi kiếm giết chết như ý tử chưa ta có thể dễ dàng giết chết ngươi ngươi cho rằng ngươi là vạn cổ cự đầu là có thể kiêu ngạo trước mặt ta sao thế nhưng hiện tại ta giết ngươi cũng dễ dàng như một con gà vậy ngươi hiểu không trong lúc nói chuyện phương hàn dần dần bức bách tới trên tay của hắn xuất hiện kiện đại hỗn độ lôi kiếm trên mặt thanh kiếm này còn có hỗn độn chi khí quấn quanh khiến cho thân thể long đạo nhân không ngừng run rẩy long đạo nhân lùi lại từng bước một hoàn toàn bị khí thế của phương hàn chấn nhiếp quả thực đối mặt với lực lượng hung ác cường hoành như phương hàn long đạo nhân cũng cảm thấy không cách nào đối kháng ngươi ngươi muốn thế nào long đạo nhân lui về phía sau lắp bắp nói long huynh bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật một tòa kim tháp hiện ra sau lưng long đạo nhân hán mạnh mẽ xoay người qua liền thấy mục đạo nhân đang đứng phía trên bát bộ phủ đồ lúc này mục đạo nhân mặc một kiện áo cà sa phật quang lấp loáng sau đầu còn có từng vòng vầng sáng vô cùng thần thánh mục đạo nhân hiện tại ngươi lại biến thành bộ dạng nào vậy? Long đạo nhân hét lớn. Long đạo nhân, ngươi quá cố chấp, trên người phương hàn đạo hữu ẩn chứa đại khí vận, ngươi nhanh quy y hắn, nhất định sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Ngữ khí của mục đạo nhân rất thong thả, thế nhưng lại ẩn chứa một loại lực lượng hấp dẫn. Hiện tại ngươi xem thân thể của ta đi, chính là một thân thể hoàn chỉnh. Hiện tại ta đang tu luyện thanh đế mộc hoàng công, còn hấp thu được linh khí của một hệ thánh vật, thế giới chi thụ, đã có hy vọng trở thành bất tử chi thân nếu như ngươi có thể quy y phương hàn đạo hữu để đại phủ độ thiện quang đồ hóa cũng có thể có được yên ổn không mục đạo nhân ngươi đã không còn là mục đạo nhân như trước kia nữa ngươi bị tẩu hỏa nhập ma rồi ngươi đã bị tẩy não biến thành một người khác đây chính là uy lực của đại phủ độ thiền quang sao ngươi thật sự đã bị độ hóa rồi ngươi biết không ngươi đã biến thành khôi lỗi rồi là khôi lỗi hiện tại ngươi chính là khôi lỗi à mục đạo nhân tỉnh táo lại đi đừng tiếp tục làm khôi lỗi nữa Long đạo nhân vào thét. Khôi lỗi. Long đạo nhân, ngươi quá cố chấp. Không thấy rõ chân thực cùng hư ảo. Hiện tại mới chính là thời điểm ta thanh tỉnh nhất. Rất vui mừng, mà hiện tại thân thể của ngươi đã mất, rơi vào trạng thái thần hình câu diệt. Rất nguy hiểm. Vậy ngươi nói xem ai tẩu hỏa nhập ma. Quy y đi, ít nhất nếu quy y còn có thể bảo trụ tính mạng. Không quy y sẽ không còn gì cả. Mục đạo nhân lặng lặng nói. Phương Hàn, ngươi đã biến mục đạo nhân thành ra như vậy, cho dù ta phải chết cũng muốn kéo ngươi theo ngươi muốn ta biến thành bộ dạng này, ta thả chết cũng không cần. Long đạo nhân rất thảm liệt cười, thân thể phát ra từng vòng lực lượng mang tính hủy diệt. Ngu xuẩn vô dụng, lại muốn tự bạo thiên địa pháp tướng, há lại dễ dàng như vậy. Chấn áp. Mục đạo nhân đứng trên bát bộ phủ đồ, chắp tay trước ngực, 500 vạn thiên ma, 3000 thiên ma vương ở bên trong đều liên tục nhắc lại sáu từ chân ngôn, đồng thời xuất ra đại phổ độ thiện quang, trực tiếp chiếu xuống. Mà Phương Hàn cũng vận dụng thiên địa pháp tướng phát ra tuyên cổ ma vực, cực nhạc tịnh thổ bao phủ lấy long đạo nhân diêm lại ngâm lên một tiếng rất nhiều a tị ma khí tụ lại quả thật rất giống thực chất sau khi diêm nuốt cửu cung đại kim tháp một đạo thuần dương nguyên thần thiên địa pháp tướng của như y tử tuy không có khả năng ngưng luyện ra luân hồi chi bàn. thế nhưng khi nó điều khiển hoàng thuyền đồ lại càng thêm dễ dàng uy lực của a tị chi môn nại hà chi kiều lại càng lớn a tị ma khí này tụ lại khắp nơi đều hiện ra hư ảnh của ma thần mỗi một vị ma thần đều có ba ngàn con mắt đồng tử của mỗi con mắt đều ẩn chứa ba nghìn đại thế giới, trực tiếp lôi kéo người vào trong ma vực vô cùng vô tận. Trong mãnh liệt công kích như vậy, thoáng cái khiến Long đạo nhân rơi vào trong tuyệt cảnh. "Sư tỷ, giúp ta một tay độ hóa Long đạo nhân." Sau khi độ hóa được Long đạo nhân, chúng ta sẽ có ba vị vạn cổ cự đầu ở bên trong bát bộ phù đồ. Thực lực chân chính tăng lên rất nhiều, có thể chấn áp hết đám huyết bức, chân ma, cầu lậu, hai tiên hai lão bên ngoài. Phương Hàn hét lớn một tiếng. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và để lại comment góp ý của mọi người nhé.